Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết đã quan tất báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu trình Bộ Giao thông Vận tải. Đây là mảnh ghép cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Công trình dự kiến khởi công vào năm 2026, hoàn thành vào năm 2029, có điểm đầu kết nối với nút giao Chà Già, cuối dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ phía tỉnh Vĩnh Long. Điểm cuối kết nối với nút giao IC2 giao với đường Nam sông Hậu là điểm đầu của dự án cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất hai phương án xây dựng cầu Cần Thơ 2. Phương án 1, đường sắt đi riêng với đường bộ, chiều dài nhịp cầu chính 550m, sử dụng kết cấu dầm thép liên hợp bản mặt cầu bê tông cốt thép, tổng chiều dài cầu chính là 1 m Giữa phương án này, tổng mức đầu tư của toàn dự án là gần 19.800 tỷ đồng. Phương án 2, đường sắt đi chung với đường bộ, chiều dài nhịp cầu chính 550m, tổng chiều dài cầu chính là 1.110m. Phương án này có đoạn đi trùng dài khoảng 7,25km. Đường sắt đi bên trên, đường bộ đi bên dưới. Sơ bộ tổng mức đầu tư của toàn dự án là gần 27.500 tỷ đồng. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận kiến nghị lựa chọn phương án 1 để triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2.